tác làm thêm. Con gái của chị dâu em á. Má. Ủa? Sao con ăn bụng gì kỳ vậy? Con đang trên đường tới đây á, bị chiếc xe hơi kia chạy bắn sình lên người. Nhưng mà con sợ trễ nên con tới luôn không có về thay đồ. Còn cái đầm mẹ mua cho con đâu? Con thấy quá đơn cái đầm mẹ mua cho con á, mắc tiền quá à. Nên là con đi thuê bộ này nè cho rẻ hơn. Cái con gì con trả tiền là... người ta nha. Ai vậy? Đây là con gái của vợ con đó. Dạ. Chào cha nội đi con. Dạ, con chào bà nội. Dạ. Nè, khách hứa đông như vậy đó mà ăn mặc kiểu vậy á, khách hứa người ta cười thì sao? Dạ, tại con bị chiếc xe hơi kia chạy bắn sình lên trên người, chứ con cũng không có muốn. Đưa lên phòng thay đồ đi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi bà. Lên thay đồ đi. Kiên à. Dạ. Chuyện cưới sinh của con đó, con cũng mời khách khứa như thế nào mẹ không có xen vào, nhưng mà khách khứa làm ảnh hưởng đến bộ mặt gia đình nhà này, con đừng có trách mẹ đó. Dạ thưa mẹ, con xin lỗi.